Bonnie à? Dạ. Ok, hello cho các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Đóng Bộ Lù Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Thì hôm nay mình lại tiếp tục có mặt tại nông trại của hai bạn Việt Trống này các bạn. Cũng như hôm nay anh em vào đây là cũng để nói với mọi người là thu hoạch sổ ca pháo cũng như sổ củ đầu các bạn. Tại vì là giờ mà chơi rừng đống quá các bạn. Chơi rừng đống quá thì mình đen mơ. Giờ mà chơi rừng đống quá các bạn, chơi rừng đống quá thì nó ca nó già mất. Cho nên hôm nay anh em mình vào đây các bạn, vào đây cũng để nói cùng với mọi người là để anh em mình thu hoạch này, cũng như là lặn nữa anh về nhà này, về nhà để lên đem lên thành phố các bạn, lên thành phố bạn để bạn giúp mọi người này. Hôm nay thì có anh em mình thôi, tại vì là em đi nhù vậy là em mát téo, hôm nay có việc cái xin nghỉ các bạn, thì có anh em mình với cả Bín dùng vào đấy này cùng với mọi người thôi. Tôi đủ vai gì, tôi đủ vai gì, yeah, đây vịt ngán. Quét quét quét. Con đi rồi. Tôi đi bánh. Có tầm mai bị kè nụ hả? Dạ. Để bôi bao lù à. Để lôi bao lù bay đi. Dạ tại là dạ cái. Nó khác cả. Có tà kì. Có tà bao à. Bữa nào muốn tụt ra bị đủ. Hả? Ai đã có tà bà khác cả kì hả? Dạ. Mấy tê công kì. Công phu bà. Hả? Em nói về anh là hôm nào là giờ đông tháng nó sẽ có giáo thái chuỗi mới rồi này, bây giờ là chịu khó chặt giáo đây đi, tại vì là bên này không có bạn đây các bạn, bên này không có bạn đâu nên cho đến là anh em mình không mua được này. Hãy chơi giờ đông đem tháng thì mình khi đó mới có cái giáo thái chuỗi mới đây các bạn. Mình đi amu mình đi tu đùa hả, tu đùa bay dạ hồi giờ tay quan tu hả oi tu oi tu đùa bay on đi bắt sao đùa cháu sao ta quá tu đùa dạ tao mày không hô giờ eo bay gì hả công tu đủ đi gen thì tia ra ca pháo công cù đầu hả để bao eo lê ba cái huông bù hả ven đi ta bấy ao ra thì bay tia ra ca sa đấy bay tia ra ca sa bay tia ra ca pháo công cù đầu dạ tia ra ca sa ấy ca đủ tên tên ca sa công ai đen đủ ca giả đấy tia ra tu đủ ca sa. Mọi người đang làm cỏ mưa các bạn đấy. Mà anh cứ trời tầng nhọn giờ là một số đi cuộc số khoái đã lợn mà người đi cuộc cỏ đấy. Bon dia, bon dia. Tu đu bay. Dạ, tu đu va mùa kì. Lánh ba chú đi. Tiết ra ca phạo cùng cù đầu. Ha, để bôi lê ba kì. Hù ba bù. Ha, ven đi. Ai dù ra tu đu bô bù. Ha, ta bay. Ai dù ra bay, tiết ra. Giờ nói mọi người là xuống xuống hải gai các bạn này. Là đời sẽ làm việc sau. Này, hải cũng như là hải xong anh mình sẽ chở về con, chở về và lém lên thành phố bạn. Áo ra bay tiết ra ca pháo ha, để bơi tiết ra củ đầu, củ đầu to lắm đó các bạn, củ đầu và bây giờ là to lắm rồi. Anh em mình sẽ thu hoạch một ít trước đấy, để đem lên bạn xem tình hình như thế nào này bạn. Nếu mà bạn được thì anh em mình sẽ thu hoạch và gửi lên sau. Hôm nay anh mình giờ là thu một số ít được các bạn, để là xem đến đấy là người ta mua như thế nào đấy các bạn, có mua số lượng nhiều hay không. Nếu mà mua số lượng nhiều thì anh em mình sẽ về thu hoạch tiếp và sẽ gửi xe lên các bạn. Hả, tiếp à, ca bây giờ quá nhiều à, nguyên tù đi, nguyên tù, ca, này cái ca này là cái mua trước đấy các bạn, mua trước đã hết, nó hết quả anh em mình đã thu hoạch hết đấy, anh em mình đã vun nha. Lấn đào như nó bây giờ lại quả trời luôn, quả nhiều luôn. Này cái sổ ca này mà giờ để mà chơi rừng đông quá để mà rồi mới thu hoạch các bạn thì nó sẽ bị già mất. Này. Cũng như là anh người dạo này cũng là bận việc không thể xuống để anh em mình nhờ anh là thu hoạch đem về đến kia được. Cho nên là anh em mình hôm nay là phải thu hoạch cũng như là sẽ đem từ đem lên các bạn, từ đem lên thành phố để bán các bạn. Này, được bao nhiêu thì anh em sẽ quay lên video này, quay lên video và về để thông báo cho tất cả mọi người là số tiền là anh em mình đã bán được đấy, nhiêu dùng nhỉ
Hả? Khiếp trắng luôn nhỉ. Nhiều thật. Nhiều quá rồi. Minh đủ đi. Anh phải là cô mù. Hả? Cà pháo. Cà pháo. Anh có mẹ không à? Lạ lột. Mình tụi quỳ à? Lạ lột. Hôm nào nấu cho mọi người món cái món này dùng này. À. Để là anh em mình lên hùm bú. Xem có đầu không? Có đầu anh em mua ít đầu về. Hả? Đây, nếu mà trên hùm bú có đầu anh em mình sẽ mua ít đầu về để nấu cho mọi người thưởng thức món à. Chuối. Chuối ôm đầu. Ừ, chuối ôm đầu. Đấy, ngon lắm đấy. Vậy là ít nha, ít tập mơ nữa nha. À cái công à, để bôi ven đề ní. Dạ ga nhà quan tù à, dạ ga nhà đình nghe đủ. Hả? Tù đủ dạ, tù đủ kè đủ. Kèo yêu. Ê ghi hùm bù. À tay nghe kì, cô bị đả mũi tù cùi à. Hả? Yêu camera vai. À, à cô nhà ta tù đủ có mẹ ta bố. Ta bố nó ta bố. Ta bố ní. Hả? Tù đủ kè đủ ní. Kè đủ yêu camera nó kè đủ yêu nó con vật à. Hả? Tù đủ kè đủ nó kè đủ. Này, thầy mình đang hỏi cả mọi người các bạn. Mình đang hỏi mọi người là anh em mình sẽ đem ca lên cái bàn này, đem ca lên cái bàn sẽ đó là có tin thôi. Anh em mình sẽ xem những có cái gì ngon đấy các bạn, cái gì mà ngon thì anh em mình sẽ mua này, mua cho mọi người, cũng như là hôm sau về anh em mình sẽ nấu cho mọi người ăn thưởng thức một bữa đấy. Là vừa cùng là lấy cái số tiền bạn được của ca này các bạn, cũng như củ đầu này, lấy cái số tiền đấy đã tích một ít ra rồi sẽ mua cái gì đấy ngon này, là anh em mình lên xem này, thấy cái gì ngon thì anh em mình sẽ mua này. Và thì anh em mình cũng đã hỏi ý kiến của mọi người thôi, thì mọi người cũng đồng ý cả thì anh em mình mới mua đây các bạn. Mọi người mà không đồng ý thì anh em mình không mua này. Anh mình sẽ đem tất cả số tiền bán được đấy về để cho mọi người, nhưng mà mọi người đã đồng ý thôi này, mình sẽ tích trả một ít này, tích trả một ít để mua đây các bạn, để mua đồ ăn để bao nấu cho mọi người. Ta bao đi dạ gà nhà mua minh tủ đi nghe đủ yêu tiết ra cái bô củ hả nâu 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 có mà mi tu đủ hả tiết ra bố cú sổ hả con ra kì cô bị đám với tù cú gì à hả vai cô nhà ra tù đủ cô mẹ hả ngày hôm sau đã được lấy một cỏ đầu gần dùng ạ, cỏ đầu thì anh mình sẽ mua đầu. Hải hơn được khá trò rồi các bạn. Hôm nay trọt rồi nhưng mà trại thì nhiều mà cái lửa này ca nó không được to đâu các bạn. Ca nó nhỏ nhỏ, nó vừa vừa trại đấy. Nó không được to lắm. Cho mọi người hải nột luôn để đem đi bạn hết luôn các bạn. Đưa. Đội này cũng là trại vừa vừa, trại không được to lắm đâu các bạn. Trại nó nhỏ này. Nó mua tù gà đan để qua ô tù đủ mệt đi. Ai mua tù bị kèn đủ đi. Ca đây các bạn. Ca trại nó vừa vừa lên đấy. Này, nay là ăn vừa miệng em dùng này. Nay mũi đến là vừa một miệng luôn đấy. Này, những quả này là hiện tại là mũi đến là một miệng rồi, một vừa một miệng luôn. Cá này mình ngon cái to hơn nữa, nó nóng giòn đâu. Cá này mũi bị giòn này. Mũi cả quả đầy được lâu. Mũi cả quả này nó đầy được lâu. Còn mũi nửa quả đấy mình chỉ có là mũi sồi ấy, mũi ăn nhanh. Ăn trong 1-2 ngày hết thì được. Còn mũi cả quả này để em để được cả tháng luôn. Nó không hỏng. Rồi mỗi măn một tí nó đầy được cả tháng luôn đấy. Chắc cũng được tâm được hơn bát sọt đấy nhỉ. Lấy sọt luôn, bát sọt rời. Là mình trụt rau bi nhỉ. Là trụt rau bi. Ở cái đề bôi tia ra xa cụ đấy. Mê tê ca phạo. Ở cái ca xa. Nên bôi mê tê củ đầu á. Anh em mình có hết sọt đấy các bạn, là đâm bỏ bi. Lại với ca bỏ bi để đem đi cho dễ. Những sọt anh mới dùng để đừng cù đầu. Để qua ca lửa trưởng như thế này cả dùng này. Dùng ca lửa trưởng như thế này cả này. Đây. Ca mô trưởng như thế này các bạn.
Cái mà mua trực như thế này bây giờ là nó nhỏ hơn rồi, chỉ có được những cái được những trái như thế này thôi bạn. Con này nhỏ hơn nhiều. Trái nhỏ giòn. Trái nhỏ nó giòn. Có một số vàng thôi, để lấy cái trái vàng lên để bắt đầu ướm lại giống mới luôn. Hết mùa này là phả luôn, hết vùng này là phả luôn dùng. Hết vùng này là phả luôn, phả làm trong vụ mới. Hết mùa này, hết lửa này chắc cũng không có trái nữa đâu. Thế hết hóa đấy. Hãy ra bây giờ đi, ra bây giờ vay tiền ra kìa. Cú đậu. Trước cái cây nó quá đáo. Không biết giờ ca như thế nào nhỉ? Dạ ca như thế nào? Đến thành phố này. Được từng nào thì mình bán từng đấy. Được nhiều thì càng tốt. Mà được ít thì cũng phải bán. Tại vì ăn có hết đâu. Thôi để lại một ít hôm sau để nấu cho mọi người. Món này là lột nha. Mà lột ăn nó. Cá ốm là lột. Chuối ốm là lột. Là lột nấu được nhiều món lắm. Quả đoàn to thật. Ăn đây nhỏ ngon hơn. Hải thì hải đây to sướng hơn. Hải đây to đà tay hơn. Mà nhanh hơn. Cái này ăn thì thích ăn tay nhỏ hơn. Nhiều đấy. Hải nửa thôi, tư là một nửa đây. Để không sao mũi. Mũi cho mọi người một vài nữa, một số nữa. Cũng đấy là mua củi đấy. Mũi cho mọi người số cũng như là nấu cho mọi người ăn một số mà này. Phải làm lại mua khác. Para ni. Sega. Đâu bộ, leva mấy tên xa cụ. Ok các bạn, sau một lúc thì anh em mình cũng đã hại được đến đấy rồi. Nhưng được bao nhiêu thì được các bạn ạ. Con phía đầu này thì anh em mình sẽ để hôm nào là rảnh mỗi cho mọi người một số nửa cũng như là hôm nào nấu cho mọi người ăn một bữa đấy các bạn. Anh em sẽ tư là như đấy. Còn giờ được bao nhiêu thì anh em sẽ là bỏ đóng báo báo các bạn. Đóng báo báo cũng như là sẽ đem lên bạn. Hả? Mấy tên tôi đủ mấy tên xa cụ. Hả? Cái này, à gì? Hả? Tôi đúng mấy tay gì? Xe cả. À gì? Hả? Tôi đúng 1, 2 gần 4 shot. Hả? Mấy tay xa cụ. À gì? Hả? Tôi đúng. À gì? Em lại vào kì. Cả giả, ní. Cả giả tôi đúng email. Hả? Con mẹ. Hả? Tao ấy. Từng này thì em anh nói với mọi người các bạn là sẽ đem về nha. Cũng như là muỗi đấy, cũng như là muỗi cho anh em ở trong nhà ăn đấy các bạn. Cũng đã nói với mọi người thôi. Được thì được gần 4 sọt các bạn, gần 4 sọt. Đầu cái 2 sọt này, anh lên ba, lên ba này. Đấy, đầu này được 2 sọt nữa các bạn. Tổng cộng được gần 4 sọt. Thì anh mới sẽ đổ bao báo. Còn để lấy cái sọt này anh mới sẽ để đừng cú đâu đấy các bạn. Mấy tên anh ạ. À ghi ám ạ ra, ám ạ ra. Amara. Lên. Amara. Được gần 2 bi các bạn. Đây, bên này gần đây bên này 1 bi. Tao bây. Ha Amara đi. Amara bay tira. Cú đầu. Đấy. Anh em sẽ thu 4 shot cú đầu các bạn. Anh em sẽ thu được 4 shot đấy. Sẽ thu được 4 shot ra lên bán được xem sao. Nếu mà bán được thì anh em sẽ
Thu tiệp đã gửi lên đây các bạn. Sẽ thu từ đâu này là đâu kia. Củ nào bình đất thì anh mới sẽ loài đã. Bỏ đã. À cái này, thì ra linh nha kì. Một lũ này làm hết bộ sọt đấy. Một củ này phải tầm cả 2 cân các bạn. Để một số này mới... Củ này thì xấu rồi. Đồng quan này xấu. Này, mệt đi. À, tiếp ra, tôi đủ tiếp ra. Đâu ta anh sát đã. Quý đa đủ đi, đâu đa ai lì à. Bắt tiểu, hả? Mình dặn mọi người, bạn dặn mọi người là đừng để cho nó bị bể đấy. Bị bể đấy, lấy nó mà họ không muốn đâu. Ôi trời ơi. Hả? Này. Bắt quý đa đủ. Ê, trời ơi, bì rồi. Ê, nó tỉnh lùng lem, hả? Tiết ra quy đa đủ ấy. Cú đầu các bạn này. Cú đầu này. Lần nữa nhảy mình sẽ rửa này. Rửa là nhìn đẹp lắm. Tiết ra mũi tủ quy đa đủ. Đề ba gà. Đấy. Nó mọi người nhổ chăm chăm các bạn. Nhổ chăm khỏi nó bị nứt đấy. Bị rách cái vỏ đấy. À, này. Mũi tủ quy đa đủ. Cú đầu đa thật. Mũi tủ cái đàn đấy. Cái đấy. Để ba gà đi, để ba gà đi. Rủ đồ ơi. À cái quan tù kilo. Hả? À cái quan tù kilo. Tù đủ phát à? Quan tù kilo. Hả? Mai. Đôi. Đôi xong. Đôi xong. Đôi. Tres đi. À tres. Củ này phải 3 cân các bạn này. Củ đầu này. Đấy như. Đáng nhiêu củ to hơn thế này này các bạn này. Giờ lên anh mình sẽ thu hoạch hết cái luống này. Đấy. Chắc không hề được lũ nét đâu dùng mà. Nhiều lắm. Coi hôm nay là đi khám phá thị trường đó. Khám phá thị trường. Tiếp là anh mình sẽ về thu hoạch một số lượng lớn luôn. Một là gửi lên hai em mình là đem đi tiếp. Đấy nhớ. Anh ta sẽ chở đi tiếp. Để ba gà đấy, Mũi tủ quy đa đủ hả? Ôi trời ơi. Mình mấy củ ấy nhé. Hai củ. Cái tanh đôi. Đấy một giấy này mà. Ê, thử lên. Nhìn khoai nhiều những củ to các bạn. Đấy, nhìn những củ đầu mà. Tu đủ quy đa đủ đi. Ôi rồi. Ôi. Lịch. Dạ. Tiết ra mọc. Quy đa đủ. Giấy có giấy á. Ôi rồi. Quy đa đủ. Ôi xa. Thôi rồi. Quá trời ơi, củ đầu này. Quả này hơn. Hơn nhỏ nhưng mà nó là dày hơn. Dày hơn củ kia. Đẹp không? Đây, đi ba cảnh luôn, tao bây. Wow. Hả, mày thấy ca xa? Tôi lịch mày thú một gặp ở đào hai sọt đó thế. Ôi đồ củ đầu này. Wow. Trời ơi. Củ đầu. Ở Việt Nam chứ bao giờ thấy củ đầu như thế này mà. Chứ bao giờ thấy luôn. Thật sự mà đặt bên này nó hợp củ đầu. Để ba gà này mũi tủ quy đa đủ. Mũi tủ quy đa đủ. Đấy. Có những củ này nhỏ. Mà hầu như to hơn nhiều hơn nhỏ. Khiếp ơi. À cái ba tiêu tia ra đi. Để bôi tia ra. Hả? Này, mọi người củ nào bình nhật các bạn đủ đất bình nhật ta sẽ bỏ đá khiếp thế nhỉ. Hả? Khiếp bị củ đầu thôi chứ bao giờ thấy củ đầu như thế này luôn. Mũi tủ quy đa đủ. Mũi tủ quy đa đủ. Đây ba gà đây cứ để cho nó nứt nứt là mất giá đấy. Tôi đủ tiền đã quy ra đủ, phen để minh tôi đi nghe đủ, okay. Tôi đã đai lì bắt tiêu, nâu nâu gai nha mới tôi đi nghe đủ. Okay. Nào mọi người là củ nào mọi người tiền nhổ cho đẹp các bạn, nó sẽ bán được giá hơn. Đấy, củ nào bị bình đất bị ấy là nó sẽ bị mất giá đấy. Chỉ cần như thế này là đủ dùng này, chỉ cần củ như thế này thế này là cái giấy này, còn thấy không cái giấy nó bằng xỉu bằng những sợi chỉ, cái giấy bằng xỉu với củ đầu nữa. Trơn tru luôn các bạn này. Ủ lưu trơn tru luôn. Không hề có lống lại cả này.
đẹp. Đi nè, nè cú đâu? À ghi qua kì, hả? Ghi qua, ghi qua kì. Hả? Nào, nào, ghi qua kì, ghi qua kì. Hả? Hả? Ê, nó mới tụi gót đúng. Gót đúng đi. Gót đúng. Ừ, đi qua Paolo. Nhìn cái đầu bạn, hắn đẹp vậy là long lanh luôn này, tròn vó này, không hề có một sợi sợi sớ, sợi lông nào lạ nào luôn này, đẹp không? Là lên rửa nó nhìn trắng tinh luôn. Một củ đấy nói không phải bằng cái đầu em ạ. Thật cái củ này bằng cái đầu luôn, củ này phải 2 cân các bạn ạ. Đây một củ đầu này phải 2 cân, hơn 2 cân. Nặng thế này. Mới nổ có 1 tỷ mà bốn shot đây đây này. Sao nhỉ? Hôm nay coi như là khám phá thị trường trước, xong rồi hôm sau anh em mình lên. Không, cứ nhổ thêm, nhổ thêm đi. Hôm rồi là mình cắt giấy, mình xếp cho gọn. Được nhà, bao nhiêu thì được. Khiếp cú đầu. Đây, những cú này nó bị... Đấy. Thì nó nhỏ nó bị mập quá các bạn, mập quá nó bị đứt đấy. Đấy, những củ này thì lần này anh em sẽ để lại, không đem đi đâu, đem đi nó mất dạ các bạn, mất dạ trì củ đầu ấy. Củ nào xấu là anh em sẽ để lại loài ra. Chỉ có những thành phần nó ít lắm các bạn, nhưng cái bình đứt này nó ít lắm. Thực ra nó không bị gì đâu nhưng mà đem đi nó xấu cái lỗ hang của mình các bạn. Nên là phải loài đã, loài trừ đã. Để lỗ hang mình đẹp hơn để mà mọi người thích mua đấy. Mọi người mua nhiều hơn thì là anh em mình sẽ bạn được thêm nhiều hơn các bạn. Đấy, con những củ nó xấu ra loài đã. Đấy. Đấy, cái giấy nhỏ nhỏ mà cũ khiếp thật. Đấy, ở Việt Nam mình mới thấy củ như thế này thế này. Này, giấy bằng tỷ các bạn, giấy bằng tỷ đây, không củ này. Giấy hệt lạ luôn rồi, này, là hệt lạ luôn mà củ này. Đa thật. Đấy mà nhồi có một góc các bạn, một nhồi có đúng một góc của cái lượng này đây. Mình nhồi một góc của cái lượng này mà đã bộn sọt đây bắp bé luôn này. Đấy mà một góc thế đấy. Ta mày hả? 4 mét, chứ được 4 mét, 3 mét. Mới được 3 mét đấy, mà là bộn sọt đây bắp bé luôn. Cái củ đầu đấy. Nguyên tiêu gran đi. Củ đầu đà thật đấy. Giọng gì đâu mà người cũng có to đâu, anh em mình giường cháu mình người cũng có to đâu, giường thì hơi to tí đấy, mình thì người nhỏ, mà củ đầu trong củ đầu to thật, người thì như hạt mịt trong củ đầu thế nhỉ cơ mà, ok, gran đi, hợp củ đầu đấy. Trời ơi, củ đầu này. Cái này muốn thu mài luôn đấy. Thu hoạch nó muốn thu mài nó đau, không biết đau tay này. Móc không biết đau tay luôn. Đấy, cái nào đôi màu đi. Muốn tụi bành, muốn tụi cái đàn đi. Trời ơi. Tôi có lẽ dân với dân ông ấy. Bạn nhiều. Đi đi. Để lên mình sạp. Khảo sát thị trường như thế nào đó. Đây đúng. Không phải nói sai các bạn, 13 mét đây. Mình coi được con tao của mấy mét đâu. 4 mét nha. 1, 2, 3, 4, 5 mét. Không bước bước bánh mệt rồi có được 1 mét hay không? Hả? Được đấy. Đây, 1, 2, 3, 4, 5 được 1 mét đấy. Phải luôn luôn đi chứ bước ngại lắm ấy. Không? 5 bước nó 1 mét, 5 mét. Đây mới có 5 mét đây. Ba ra đi, hả kì, ba ra. Hả? Xê kìa. Yêu, lê ba. Xin của casa, hả? Vai cái vende. Humu, ya comer aminto. Debo ir tirar mai. Hả? Agora aí vai cái copia bay. Ele comer aminto, no no minto, hả? Tá bem? Tá bem, bom. Mình đã dừng lại được các bạn ạ, dừng lại ạ. Cũng như là anh em mình sẽ đem được 5 shot lên khảo sát thị trường, cũng như lên xem là giá cả nó như thế nào đấy các bạn. Khi đấy được giá cũng như là mọi người mua nhiều thì anh em mình sẽ là tiếp tục về thu hoạch. Lại là đem lên một chuyện lợn được các bạn, nếu mà mọi người mua nhiều. Đấy.
Không thì cái này khi nào anh mới sẽ nhờ này, nhờ anh Quỷ là sẽ vận chuyển lên lũ lên đá các bạn. Thì mọi người chắc là sẽ tiêu thụ nhiều hơn này. Cú đầu này lấy lũ đá thì có đẹp luôn luôn. Đẹp thì đẹp, cú đầu nó đẹp như thế này đi. Đá không bị đau tay luôn. Đấy là này, chỉ cần cú đầu như thế này là vừa này, không cần. Thôi. Giấy tí tí với cú đầu bạn này. Cú đầu như cú đầu Việt Nam mấy người nhà là từng này thôi. Đấy. Nhưng mà bên này là những cú đầu và cú đầu bị đột bị nữa các bạn. Này lạt lên. Ngọt mà. Lạt mình lên rửa thấy không? Cú nào xấu là mình sẽ loại đá. Đây những cú nó bị nứt đấy, anh em sẽ loại đá. Đấy để cho lô hàng nó được đẹp hơn. Hả? Mai ung ca xa đi. Giờ mày tay run tu. Hả? Mọi người trao đồ chúng này, lát về lấy đá không được nhỉ? Lấy đá một ít để ấy thôi. Để anh em mình buổi ở nhà ăn thôi. Còn bao nhiêu điểm đi bán cho mọi người. Hả? Ôi chà, thôi rồi. Thế gà đi. Một đầy rồi. 6 mét. Cho nó 6 mét đi. Một bước chân một trọt, một mét là một trọt các bạn. Một mét của mình, một bước chân của mình là được một trọt như thế này. Đấy, một trọt. Cú đầu này. Wow. Hả, tôi đủ lên vai la vả hả? Đi, ba mù. Hả, đôi bên sổ vai thì bút khả cà pháo. Hả? Đi, ba mù. Hình dừng lại thôi. Đi, lên rửa. Ê, ung, lê bàn ta. Mày tự yêu, hả? Ê, tập bình. Ê, người sọt cho nhanh, đi. Sạch nó khó đi. Ê, mày lên nhà đi thôi, nàng nhục ạ. Nàng đấy. Mà cháu cái nàng. Về học sơn đi. Không được đâu. Giờ nàng càng đi càng ngay càng nàng nữa, biết bao nhiêu cân. Bây giờ là anh mình sẽ rửa sạch đấy. Tráng thể cho củ đầu cho nó sạch sẽ các bạn. Rửa sạch sẽ này, đến cho nó đẹp mắt cho được giá các bạn. Đây, con ta. Cô sẽ ra bài yêu con ta. Củ đầu rồi, những củ đầu này. Ủa đuôi, kéo này cắt đất được rồi. Này còn cái cắt canh này, cắt đây. Hả? Để đây mới đụng. Anh đi. Mua tụi bình đi. Củ đầu các bạn. Như củ nhân sâm luôn. Như củ nhân sâm luôn. Hả? À. Đây, mọi người cắt. Anh cái la bà tu đủ đây bao có tả nó tay lùng lem này. Hả? La bà tu đủ. Cú đầu này. Wow, trời ơi, đây có cú to, những cú đầu như thế này đi. Đây các bạn, đẹp long lanh luôn, không có một cái sợi nào luôn. Đây. Con trối nặng ấy, 3 cân, hơn 3 cân, 3 cân. Cú này phải 3 cân. Đấy. Đây là mấy, thu hoạch có một góc các bạn, một góc nhỏ thôi. Như vậy để cho mọi người rửa sạch các bạn, rửa sạch cũng nghĩa là củ nào mà bị nứt bị sậu thì bỏ đã. Con này phải 3 cân. Hôi nó cân mà xem con này phải 3 cân. Hai củ mà muốn đầy sọt rồi. Này sẽ cắt gọn gàng sạch sẽ này. Đẹp mắt luôn. Có mà ngọt lắm các bạn, củ đầu của anh em mình. Này to nha, tại vì anh em cũng ăn nhiều rồi, nhưng mà nó ngọt lắm, nó không bị sớ đóng đâu. Nó đang nón này. Đất này nó hợp rồi các bạn, mặt tên nó to vậy chứ không phải là nó da đâu.
Dạ. Hả? Hai cái bố? Dạ. Dạ. Ừ chà, cú đầu. Ê. Con cáo đó nhỉ? Bán được. Tập đây. Ok các bạn, sau một lúc thì anh mình cũng đã rửa sạch các bạn, rửa sạch được 5 sọt các bạn, được 5 sọt. Đấy. Bây giờ là anh em sẽ đem lên thị trấn bạn. Đấy. Thế là đây bên những bên cái hái này là những củ, những cái sấy này là những cái thấy anh em đây những củ to các bạn, đây là hàng VIP. Đây. Là sẽ là xem ai thích củ to thì người ta mua củ to đấy. Củ to nhỏ lộn nhau các bạn. Đấy. Nhưng mà cái này hái cái sọt này là không có củ nhỏ đây, toàn là củ to thôi. Đây là anh em rửa đâu toàn rửa củ to đấy các bạn. Hả? Đây cái chỗ này là còn cái chỗ này các bạn, chỗ này thì là những cái nó bị đứt đấy các bạn, nó bị mập nó đứt đấy, những cái củ này do nó bị đứt đấy. Đây anh mình sẽ loại ra và sẽ không đem đi. Đem đi nó bị sậu mất cái hang của mình nữa các bạn. Đây. Những củ này nó bị chỉ bị một chút như thế này thôi. Đấy. Nhưng anh em mình sẽ loại ra, cái này để cho ăn này, để ăn này. Những cái này cũng nó bị sượng như thế này mình loại ra hết các bạn. Đấy. Để cho hang nó đẹp hơn. Để cho mọi người thích mua được các bạn. Dạ. Tập bộ xin gù đi. Tôi xin gù ở ca sa. Được 5 sọt các bạn. Đây, anh em mình sẽ mang lên trước 5 sọt để bạn xem thế nào, tình hình thế nào đó. Hả tôi đủ lấy ba mấy tay kì. Cà rù đi. Ôi da. Mấy tay cà rù. Eo lấy ba kì. Hù bàm bù. Hả? Vèn đây. Aghi bì kè nù. Comment nào. Nâu vèn đây. Để 5 sọt vào toàn củ to các bạn. Đây, chỉ có một số nhỏ với là một số nó bị hỏng. Như đây thôi. Hả? Tôi đủ lấy ba. Lấy ba. Aghi. Ê, mùi tù cái đàn đây này. Đây là những cái sọt thập to các bạn đây, những cái sọt củ to hả, nhưng mình không bỏ củ nhỏ trong những cái sọt này. Đây có to có nhỏ nhưng mà hầu như nó to nhiều hơn nhỏ đấy các bạn. Củ đầu khiếp khủng luôn. Yeah. Hả? Đây luôn à. Được nắm sọt các bạn, nắm sọt gọi là tu đủ ra mấy tay dùng tu ca phạo, mấy tay tu đủ. Mọi người đã bỏ chung cái ca phạo của anh em mình ở trong đây này. Lát về anh mình sẽ lấy ra một ít các bạn, lấy ra một ít là mua cho anh em à ở nhà ăn. Còn bao nhiêu anh mình sẽ đem lên đến thành phố bán cho mọi người các bạn. Nên lát này về anh mình sẽ nhờ anh tài xế để chở anh em mình đi. Mấy tay bánh đi. Yeah. Mấy tay ca phạo. Ta bây không cần đâu, anh thủ nó có hẻo đâu. Anh quát đàn đâu nào đen từ đủ ca giá ní. Ừ. Mình cắt bạc trong nhà luôn. Hả? À có đá yêu vai kì. Hôm bù, hả? Vên đầy. Hả? Từ đủ từ là ba bình. À cái đẹp bôi yêu vên đầy. Hả? Giờ cái nhà. Cái nhà mình tủ đinh nghe rồi. Yêu nhà về về, hả? Tênh cô mày đà cùi à? Hả? Yêu cô mà đà để bôi vai cô nhà đã tôi đủ của mày hả tao bánh đi à tao bơi đây mình cũng nói với mọi người lại lần nữa các bạn, nói lại với mọi người lần nữa là anh em mình sẽ lên bản các bạn, lên bản và cũng như là sẽ có tên các bạn, bản là sẽ có tên thôi, thì anh em mình sẽ là xem cái nào ngon, có gì ngon các bạn, có gì ngon thì anh em mình sẽ là mua về để hôm nào là nấu cho mọi người thưởng thức một hôm, cũng như là nói với mọi người đấy là chính là đồng tiền này bạn, đấy là chính là những đồng tiền của mọi người làm ra nó mua đây, mua những cái món ăn như này để nấu cho mọi người ăn. Thì bây giờ là anh em mình tôi đủ tôi là bạn đi vài hôm bu ao rồi hả. Thì bây giờ anh em sẽ về các bạn, về để lên bu bạn thì bạn cùng đi với anh em mình nhé, để xem mọi người là thích củ đầu to hay là củ đầu nhỏ, cũng như là ca đây các bạn, cũng như là ca với là dạ củ đầu dạ ca như thế nào, thì xin mời các bạn cùng đi bạn cùng với anh em mình nhé các bạn. Hả tôi đủ tôi là bạn đi. Okay. Yeah.